phố ghép thông thiên Nga đang là tâm điểm tìm kiếm tại siêu dự án Vinhomes Global Gate, sở hữu vị trí đắc địa kim cương. Dãy nhà phố thiên Nga, phân khu tinh hoa, kế cận trục đường huyết mạch Trường Sa, một bước ra đến hồ trung tâm, công viên chủ đề, ngay cạnh trung tâm triển lãm quốc gia và gần nhiều trường quốc tế. Nổi bật với Brighton College Việt Nam là nơi hội tụ của những điểm đến tinh hoa, cộng đồng dân cư đẳng cấp. Nhà phố thiên Nga là lựa chọn hoàn hảo để ở, kinh doanh, văn phòng, khách sạn. Ghép thông nhà phố thiên Nga mang đến cho gia chủ một sinh thự đẳng cấp có 102. Giá thành thấp, giá trị cao, với đơn giá từ 72 triệu đồng một mét vuông xây dựng, mức giá tốt nhất thị trường. Quý khách có ngay một nhà phố ghép thông với mặt tiền lên đến 10 mét, diện tích sử dụng từ 500 đến hơn 600 mét vuông, cùng diện tích sân vườn 50 mét vuông. Đặc biệt khi ghép thông tường và bỏ một thang, quý khách sẽ có thêm 20 mét vuông diện tích sử dụng. Đúng chất một sinh thự tuyệt mỹ giữa lòng thành phố giao thương quốc tế. Đa công năng sử dụng, nhà phố đáp ứng được cả hai nhu cầu, vừa ở, vừa kinh doanh, phù hợp với cả khách đầu tư, khách an cư, gia đình, nhiều thế hệ, hai sổ đỏ riêng biệt. Nhà phố ghép thông giúp quý khách dễ dàng thanh khoản. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu khi mua và đầu tư bất động sản. Số lượng vô cùng hữu hạn, chỉ trong 3 ngày, hơn 1.000 căn Vinhomes Global Gate đã tìm được chủ nhân. Cứ mỗi giờ trôi qua, cơ hội để săn được một cặp nhà phố ghép thông ưng ý lại giảm dần. Sở hữu sinh thự thiên Nga sẽ nâng tầm gia chủ lên một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Mua nhà phố, sống villa, và ai sẽ là chủ nhân tiếp theo của nhà phố ghép thông thiên Nga dinh thự trong lòng thành phố quốc tế?